Làm sao để nước sạch vừa là nhu cầu thiết yếu, vừa đảm bảo cho cuộc sống của con người, tránh được những bệnh tật rủi ro? Đây đã trở thành một mục tiêu quan trọng mà công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên phấn đấu để nâng cao chất lượng nước đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn công ty phục vụ. Sau 2 năm cổ phần, công ty nước sạch Hưng Yên đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng để cải tạo lại một số hạng mục thiết bị máy móc nhằm nâng cao chất lượng nguồn nước. Năm 2018, công ty đầu tư gần 80 tỷ đồng để khai thác nguồn nước mặt sông Luộc và sông Hồng, cải tạo bể lắng và các công trình khác cung cấp cho hai nhà máy nước ở thành phố Hưng Yên và xã Phùng Hưng. Nước sẽ được lấy từ mặt sông qua hồ Dư Lắng có dung tích khoảng 50.000 mét khối và bơm về nhà máy nước sạch ở Hưng Yên để xử lý và cung cấp cho các hộ dân. Đây là đơn vị duy nhất của tỉnh có hồ Dư Lắng để dự trữ nguồn nước và hạn chế các tác hại tới chất lượng nước do môi trường đem lại. Hoạt động từ năm 2014, nhà máy nước Phùng Hưng cấp nước cho các xã Phùng Hưng, Chí Tân, Liên Khê, Bình Kiều, huyện Khoái Châu và các xã Toàn Thắng, Vĩnh Xá, huyện Kim Động. Trước đây, các hộ dân ở đây chủ yếu dùng nước giếng khoan, nay được dùng nước sạch của công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên nên rất phấn khởi. Theo tôi cảm nhận là cái nước mưa nó cũng không phải là sạch, bởi vì trước kia thì không nói, nhưng bây giờ nó rất là ô nhiễm. Đến giờ phút này mà có cái nguồn nước sạch của công ty nhà máy nước ở cuối thôn Canh Hạ mà đã phục vụ bà con, đã về tới đây, thì bản thân tôi là người dùng đầu tiên ở cái khu vực này, tôi cảm nhận được nó quá sạch luôn, như nước suối. Năm 2019 này, công ty nâng công suất nhà máy nước Ân Thi từ 1.000 mét khối lên 4.500 mét khối một ngày đêm. Hiện nay công ty đã giải đường ống đến nhiều xã của huyện, qua đó sẽ chủ động điều kiện đấu nối công tơ và cấp nước cho hơn 13.000 hộ dân ở khu vực này. Giếng khoan bây giờ cái nguồn nước cũng cạn kiệt, mà hơn nữa là cái lượng ngoài tạp hóa nó nhiều. Thế sau khi mà sử dụng ấy, là các cái lóng lạnh nhà tôi cũng đã bị hỏng. Dòng nước máy thì nó rất là sạch sẽ mà an tâm. Đấy, về chất lượng đã có kiểm dịch rồi. Đấy, cái thứ hai nữa là sử dụng thì các cái đồ đoàn của nhà mình ấy, nó sạch sẽ mà giặt quần áo nó còn trắng ra. Năm 2019, công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên tiếp tục đầu tư khoảng 80 tỷ đồng để nâng cấp các trạm xử lý nước, cải tạo và phát triển mạng lưới cấp nước, đồng thời cải tiến công tác quản lý và vận hành hệ thống dây chuyền công nghệ để giảm tỷ lệ thất thoát và nâng cao chất lượng nước phục vụ người dân. Tuy nhiên, ngoài việc phấn đấu quyết tâm của công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên cũng rất cần sự vào cuộc một cách đồng bộ quyết liệt của các cấp các ngành trong ban chỉ đạo cấp nước sạch của tỉnh và sự ủng hộ của người dân trong khu vực. Với cơ quan quản lý thì tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để nhân dân hiểu được cái tác dụng của việc sử dụng nước sạch so với việc sử dụng nước hiện nay. Người dân đang sử dụng là tự khai thác, tự sản xuất. Nó có tiềm ẩn rất nhiều cái nguy cơ bệnh tật phát sinh trong đó mà người dân không biết. Cái nghị thứ hai là tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư hỗ trợ cho các doanh nghiệp cấp nước theo nghị định 57 của chính phủ để các doanh nghiệp có đủ tầm, đủ sức và tăng thêm cái điều kiện để nâng cao đổi mới công nghệ phục vụ người dân được tốt hơn trong vấn đề quản lý và sử dụng nước sạch. Đến nay, công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên đã có gần 19.000 khách hàng đang sử dụng nước, tăng 1.800 công tơ so với đầu năm 2018. Năm 2019, công ty phấn đấu lắp mới cho hơn 3.000 hộ dân. Đây vừa là mục tiêu cũng là thách thức với cán bộ nhân viên của công ty trong năm kỷ hợi này.